Pháp triệu tập đại sứ Nga sau vụ hai nhân viên nhân đạo thiệt mạng tại Kherson. Ukraine tuyên bố ngăn chặn nhóm phá hoại Nga trong trận giao tranh táo bạo. Binh sĩ Ukraine bật chế độ phòng thủ sâu để giữ chân lực lượng Nga. Chuyên gia Ukraine cảnh báo nóng, 350 xe tăng Nga sắp tiến về Kupiansk. Ukraine nói Nga bắn phá Kherson bằng tên lửa không đối đất Kron-1 thế hệ mới nhất. Những điều chờ đợi lực lượng viễn chinh NATO trên chiến trường Ukraine. Pháp đã quyết định triệu tập đại sứ Nga trong ngày 5 tháng 2 về việc hai nhân viên nhân đạo thiệt mạng tại Ukraine và cả điều mà Paris cho rằng là tình trạng gia tăng thông tin sai lệch. Trước đó, hai tình nguyện viên Pháp đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại vùng Kherson ở miền nam Ukraine vào ngày 1 tháng 2. Theo một nguồn tin ngoại giao, Pháp sẽ nhắc lại quan điểm lên án cuộc tấn công của Nga và đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng thông tin sai lệch nhằm vào Pháp. Mối quan hệ giữa Nga và Pháp đã trở nên xấu đi khi Paris tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cam kết cung cấp thêm tên lửa hành trình tầm xa. Pháp cũng buộc tội Nga đang lan truyền thông tin sai sự thật. Tháng trước, Pháp đã phủ nhận thông tin về việc nước này sử dụng lực lượng lính nước ngoài ở Ukraine sau khi các nghị sĩ Nga thông qua dự quyết lên án lính Pháp tại Ukraine. Pháp cũng cáo buộc Nga lan truyền thông tin không đúng khi gợi ý rằng tên lửa dùng để bắn rơi máy bay Nga chở tù binh Ukraine có thể xuất phát từ hệ thống phòng không của Pháp. Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng Nga sẽ tiếp tục đưa ra những thông tin như vậy trước thời điểm Tổng thống Emmanuel Macron thăm Ukraine vào cuối tháng này. Hồi giữa tháng 1 năm nay, sau khi Tổng thống Macron thông báo về việc chuyển giao lô vũ khí mới, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã loại bỏ 60 lính Pháp trong cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Kharkov. Ngày 4 tháng 2 tại khu vực biên giới Tumburu ở quận Bandaban, lính biên phòng Myanmar xâm nhập mang theo vũ khí. Biên phòng Bangladesh BGB đã tiến hành tịch thu vũ khí và cung cấp nơi ở tạm cho họ. Giao tranh tại biên giới Myanmar giữa binh sĩ chính quyền quân sự và các nhóm phiến quân ngày càng leo thang. Trong đêm ngày 3 tháng 2, phiến quân chiếm tiền đồn biên phòng, buộc 14 lính Myanmar phải chạy sang Bangladesh. Con số này đã tăng lên 68 người vào đêm ngày 4 tháng 2. Sáng ngày 5 tháng 2, theo phát ngôn viên BGB Sariful Islam, tổng cộng 95 lính biên phòng Myanmar đã chạy sang Bangladesh. Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asadurrahman Khan thông báo rằng họ sẽ được đưa trở về Myanmar và Dhaka đã tiếp xúc với Naypyidaw để thảo luận về vấn đề. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các quan chức Myanmar vẫn chưa có bình luận nào về thông tin trên. Vùng biên giới của Myanmar trở thành nơi trú ngụ của hơn chục nhóm phiến quân, trong đó một số nhóm đã liên tục đối đầu với quân đội suốt nhiều thập kỷ, nhằm mục đích giành quyền tự chủ và kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ tháng 11 năm 2023, cuộc giao tranh đã làm rung chuyển khu vực biên giới Myanmar-Ấn Độ, bắt đầu khi nhóm quân đội Arakan tấn công lực lượng an ninh, vi phạm lệnh ngừng bắn được duy trì với chính quyền quân sự Myanmar từ năm 2021. Không chỉ có Bangladesh, hàng trăm binh sĩ Myanmar đã phải sơ tán sang Ấn Độ khi bị phiến quân tấn công bất ngờ và sau đó đã được đưa trở về nước. Bộ trưởng Vận tải Đường bộ và Cầu Bangladesh Obaidul Qadir lên tiếng cho biết xung đột ở Myanmar đang lan rộng sang các khu biên giới với Bangladesh. Ông Obaidul cũng thông báo rằng Bangladesh đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc để ổn định tình hình biên giới. Bên cạnh đó, Bangladesh đã thực hiện việc tăng cường an ninh tại khu vực biên giới với Myanmar, theo thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Asadurrahman. Trước đó hồi tháng 12 năm ngoái, chính quyền quân sự Myanmar kêu gọi các nhóm phiến quân đối thoại tìm giải pháp chính trị để giải quyết xung đột hiện nay với quân đội chính phủ. Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thông tướng Min Aung Hlaing tuyên bố, nếu các tổ chức vũ trang tiếp tục hành động ngu ngốc, người dân ở các khu vực liên quan sẽ phải chịu tác động tiêu cực. Vì vậy, các nhóm này cần tính đến cuộc sống của người dân và giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị. Lời kêu gọi được ông Min Aung Hlaing đưa ra trong bối cảnh liên minh huỳnh đệ gồm các nhóm phiến quân lớn nhất ở miền Bắc Myanmar đang tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn, chiếm hàng loạt căn cứ chiến lược của quân đội chính phủ. Quân đội Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại hành động phá hủy thành công hai đoàn xe bọc thép lớn của quân đội Nga gần làng Solotke, khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Thông tin từ tờ Military trích dẫn báo cáo của lữ đoàn cơ giới 72 của quân đội Ukraine cho biết, đoàn xe đầu tiên của quân Nga tấn công làng Solotke vào ngày 30 tháng 1 và đoàn thứ hai tấn công vào đầu tháng 2. Quân Nga đã triển khai nhóm tấn công để kiểm soát các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực giữa thị trấn Vodiane và làng Solotke thuộc tỉnh Donetsk. Để đối phó với đoàn xe đầu tiên của Nga, đại đội tấn công sử dụng máy bay không người lái Bulava cùng với sự hợp tác của tiểu đoàn 48, tiểu đoàn cơ giới số 2 và một đơn vị bóng tối. Đoàn xe của quân Nga nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và một chiếc xe tăng va chạm vào một chiếc xe tăng khác, dẫn đến hư hại nặng nề và nằm bất động trong phần còn lại của trận chiến.
một chiếc xe tăng Nga trang bị một tàu ramin bánh xích, dẫn đầu đoàn xe, được theo sau bởi các xe tăng khác, xe bọc thép chở quân MTLB, cùng với bộ binh và một xe chiến đấu bộ binh. Theo thông báo của quân đội Ukraine, họ đã sử dụng máy bay không người lái, hệ thống chống tăng và pháo binh. Quân đội Ukraine đã phá hủy đoàn xe bọc thép của quân Nga. Quân đội Ukraine cho biết, cùng với các đơn vị khác, chúng tôi đã phá hủy một đoàn xe gồm 11 xe bọc thép của đối phương. Vài ngày sau, quân đội Nga tiếp tục cử đoàn xe thứ hai để tiếp tục tấn công khu vực. Tuy nhiên, lần này quân đội Ukraine tiếp tục ngăn chặn thành công đoàn xe Nga gần làng Solotke. Lữ đoàn 72 của Ukraine tuyên bố thêm một đoàn xe của Nga đã bị phá hủy. Chúng tôi đã quen với việc đốt cháy đoàn xe của đối phương, nhưng mỗi lần xảy ra, chúng tôi lại phấn khích hơn bao giờ hết. Mới đây, tờ Forbes đăng tải một bài viết cho biết Anh đã kêu gọi các đồng minh NATO xem xét khả năng gửi lực lượng viễn chinh của liên minh tới Ukraine. Nguồn tin cho hay, động thái này được cho là liên quan đến những diễn biến bất lợi trong chiến dịch quân sự của Ukraine hiện nay. Cùng với việc kêu gọi gửi lực lượng đến Ukraine, lãnh đạo Anh cũng yêu cầu NATO xem xét việc áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Sĩ quan tình báo CIA và là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Larry Johnson cho biết, kế hoạch được báo cáo của Vương quốc Anh về việc triển khai quân đoàn viễn chinh của NATO tại Ukraine là một sự ảo tưởng viễn vông của người Anh và không có cơ sở thực tế. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, dù có vẻ không thực tế, nhưng đề xuất này có thể được Nga coi là một sự đe dọa và không thể phớt lờ. Có vẻ như phần nào cùng quan điểm với ông Johnson, nhà tư vấn quan hệ quốc tế, cựu thành viên Quốc hội Vương quốc Anh và là nhà nghiên cứu cấp cao nghỉ hưu tại Học viện Quốc phòng Martel Grossbank cho biết, ông không nghĩ những thông tin về lực lượng NATO ở Ukraine nên được xem xét nghiêm túc. Chuyên gia Grunbeis đánh giá, những lời đề nghị mà tôi nghe hiện nay khá không thực tế. Khi được yêu cầu nhận xét về các diễn biến không thuận lợi đối với lực lượng Kiev trên chiến trường, ông nhấn mạnh rằng mọi thứ ở Kiev đang sụp đổ khá nhanh. Chuyên gia Grunbeis lập luận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không thể sa thải vị tướng hàng đầu của mình là Valery Zaluzhny và tôi nghĩ ông ấy giờ đây thực sự là một tổng thống thiếu quyền lực và tầm ảnh hưởng. Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, chuyển sang làm cố vấn quân sự và địa chính trị. Ea Rasmussen cũng có nhận định tương tự. Ông cảnh báo rằng nếu thông tin về các kế hoạch của London là sự thật và nếu đây là giấc mơ của ai đó thì nó có thể nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đối với người Anh và lực lượng NATO. Ông nhấn mạnh, đây không phải là một giải pháp hay đề xuất thực tế. Nga chiếm ưu thế hoàn toàn trên không. Hậu cần, làm chủ nguồn cung cấp đạn dược. Đây sẽ là thảm họa đối với bất kỳ lực lượng nào của Anh và chắc chắn sẽ là biểu tượng cho thấy sự tham gia trực tiếp của NATO. Điều này thực sự có thể nguy hiểm về mức độ leo thang. Bên cạnh đó, ông cũng nhận định rằng các lực lượng Anh có thể bị xóa sổ khá nhanh chóng. Cựu quân nhân Mỹ cho rằng, ai đó trong quân đội Anh có thể đang gặp một số loại trải nghiệm ảo tưởng khi đề xuất một kịch bản như vậy. Ông Rasmussen kết luận, đó là một nhiệm vụ cảm tử đối với những đội quân đó và nó chắc chắn sẽ kéo NATO vào tình thế nguy hiểm hơn nhiều và đối đầu trực tiếp với Nga. Cùng với kêu gọi của Anh về việc triển khai lực lượng viễn chinh, NATO đã thông báo rằng các nước thành viên sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ hàng tỷ euro cho Ukraine trong năm 2024 nhằm hỗ trợ nước này đối phó với một cuộc tập kích từ xa của Nga. NATO cho biết các nước thành viên đang thực hiện việc mua 1.000 tên lửa Patriot để nạp vào kho dự trữ và tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Đức gần đây đã cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot và Skynet cùng với đạn dược được bổ sung từ tổ hợp Erich. Trong khi đó, Anh đang tiếp tục chuyển giao khoảng 200 tên lửa phòng không. Cuộc họp được tổ chức theo đề xuất của Kiev có sự tham gia của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleschuk, Thứ trưởng Nội vụ Oleksiy Zhiyev cùng với đại sứ các nước NATO và Thụy Điển, quốc gia đang nộp đơn xin gia nhập khối. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường quy mô tấn công lãnh thổ của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV, đặc biệt là sau hai cuộc tấn công vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái và mùng 2 tháng 1 khiến hàng chục người thiệt mạng. NATO thông báo, trong lúc Nga đang đẩy mạnh tấn công các mục tiêu Ukraine, các đồng minh NATO đang tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine để chống lại chiến dịch của Nga. Thông báo của NATO cũng cho biết thêm rằng một số nước của khối đã vạch kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro bổ sung cho Kiev trong năm 2024. Theo giới chức Ukraine, Nga trong những tuần vừa qua đã tiến hành hàng chục, thậm chí hơn 100 cuộc tấn công mỗi lần. Phát ngôn viên của Không quân Ukraine Yuri Inat thông báo rằng họ đã sử dụng một lượng lớn tên lửa dự trữ để đối phó với loạt tấn công từ phía Moscow. Ông Inat nói, chúng tôi rõ ràng đang thiếu tên lửa phòng không. Ngoại trưởng Ukraine
Dmytro Kuleba đã bày tỏ hy vọng rằng các nước NATO sẽ đưa ra quyết định quan trọng nhằm hỗ trợ Kiev trong việc tăng cường năng lực phòng không, bao gồm việc cung cấp thêm đạn dược và các hệ thống hiện đại. Ông Kuleba nhấn mạnh, đảm bảo cung cấp tên lửa thường xuyên cho các tổ hợp Patriot, Erikte, NASAMS và các hệ thống phòng không khác là ưu tiên hàng đầu cần được hoàn thành ngay hôm nay, chứ không phải là ngày mai. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ý TG1 mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ Mỹ và cảnh báo rằng sẽ có một sự liên kết địa chính trị mới nếu sự liên kết này giảm đi. Khi được hỏi về khả năng Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky nói, "Tôi muốn tin tưởng và hy vọng rằng nếu có những thay đổi ở Mỹ, đường lối ủng hộ Ukraine sẽ vẫn như cũ." Nhà lãnh đạo Ukraine nói rõ, có những tiếng nói cực đoan trong Đảng Cộng Hòa, nhưng cũng có nhiều người ủng hộ Ukraine. Người dân Mỹ có quyền quyết định, nhưng nếu họ có ý định cắt viện trợ cho Ukraine, sẽ có một liên kết địa chính trị mới. Putin sẽ xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi. Ông ấy sẽ tiến về phía trước và sẽ không dễ dàng dừng lại. Trước đó, ngày 4 tháng 2, sau nhiều tháng đàm phán, Thượng viện Mỹ hôm ngày 4 tháng 2 đã công bố dự luật trị giá 118 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các khoản tăng cường an ninh biên giới và 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ xung đột mới cho Ukraine cũng như Israel, tương đương 14,1 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận, lãnh đạo Nhà Trắng cũng sẽ được trao quyền mới để trục xuất người di cư ngay lập tức nếu chính quyền bị quá tải các yêu cầu xin tị nạn, trong khi các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được thực thi nhanh hơn và cứng rắn hơn. Theo hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, hôm 4 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã hối thúc Quốc hội Mỹ phê duyệt dự luật nói trên. Cùng ngày, lãnh đạo phe đa số Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer thông báo ông sẽ tổ chức bỏ phiếu phê chuẩn dự luật vào ngày 7 tháng 2. Nhà lập pháp này mô tả đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ ở nước ngoài và dọc theo biên giới của đất nước. Bất chấp sự ủng hộ của các quan chức hàng đầu Đảng Dân Chủ, dự luật vẫn phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn ở cả Thượng viện và Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa GOP chiếm đa số. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên GOP cảnh báo, thỏa thuận tại Thượng viện sẽ bị chôn vùi nếu được trình lên cơ quan lập pháp này. Ông Johnson nhấn mạnh, "Tôi đã chứng kiến đủ rồi. Dự luật này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì chúng tôi kỳ vọng và sẽ không tiến gần đến việc chấm dứt thảm họa biên giới mà Tổng thống gây ra." Như nhà đàm phán hàng đầu của Đảng Dân Chủ đã tuyên bố, theo luật này, biên giới không bao giờ đóng cửa. Dự luật này bị phản đối lâu nay do các đại diện Đảng Cộng Hòa đang yêu cầu Nhà Trắng có hành động dứt khoát nhằm hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ-Mexico và hai đảng đã phải thảo luận trong thời gian dài, khiến gói tài trợ bổ sung bao gồm 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã bị đình trệ tại Quốc hội. Hồi đầu tháng 1 năm nay, Nhà Trắng cho biết Mỹ không có tiền để viện trợ quân sự thêm cho Ukraine cho đến khi gói mới được Quốc hội Mỹ thông qua. Mới đây, nhà khoa học chính trị Ukraine, ông Vadim Karasev cho biết quân đội Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Ukraine trên hướng Kupiansk. Theo Avialpro, ông Karasev ước tính một số lượng đáng kể các đơn vị xe tăng của lực lượng vũ trang Nga đã tập trung ở khu vực Kupiansk và các quân đoàn tấn công đang được thành lập để tăng cường các hoạt động chiến đấu ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận. Những hoạt động chuẩn bị này cho thấy các hoạt động tấn công của Nga có thêm động lực. Nhà khoa học chính trị Ukraine nói, bây giờ Nga mới chỉ bắt đầu cuộc tấn công, 350 xe tăng đã được tập hợp gần Kupiansk. Các đơn vị và quân đoàn đã tập trung ở các khu vực khác nhau của mặt trận và họ sẽ tiến lên. Cuộc tấn công của họ vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa hết động lực. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng tới sẽ trở nên quan trọng đối với Ukraine cả về mặt chiến lược và quân sự, chính trị do tình hình khó khăn ở mặt trận và tình trạng ngày càng tồi tệ của nền kinh tế Ukraine. Ông Karasev cũng chỉ ra sự hỗ trợ hạn chế từ bên ngoài và sự không chắc chắn về hỗ trợ của Mỹ, điều này càng làm phức tạp thêm tình hình đối với quân đội Ukraine. Trong bối cảnh các hoạt động tích cực đang diễn ra, tình hình lực lượng vũ trang Ukraine được đánh giá là vô cùng khó khăn. Quân đội Nga tuyên bố đang đạt được thành công trên các hướng chủ chốt, bao gồm cuộc tấn công vào Avdiivka, khu vực Marinka ở Donetsk và theo hướng Kupiansk. Theo các nhà phân tích Ukraine và phương Tây, những hành động này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho phía Kiev, nhưng quân đội Nga cũng được dự báo sẽ chịu thiệt hại không nhỏ, căn cứ vào những gì diễn ra tại Avdiivka trong thời gian vừa qua. Thời gian qua, Kherson vẫn đang là một trong những mặt trận nóng rẫy của chiến trường Nga-Ukraine. Mới đây, Ukraine cho biết quân đội Nga đã bắn phá Kherson bằng tên lửa không đối đất Grom-1 thế hệ mới nhất. Những bức ảnh tương ứng về phần còn lại của tên lửa đã được công bố trên mạng xã hội X. Theo thông báo, lực lượng hàng không vũ trụ Liên bang Nga đã bắn phá một mục tiêu trong khu dân cư thuộc thành phố Kherson bằng tên lửa không đối đất Grom-1 được đưa vào sử dụng năm 2013. Dựa trên bức ảnh về phần còn lại của tên lửa, có thể thấy sự tương đồng với tên lửa Grom-1 do đặc thù của cánh lái đuôi dạng cong. Đây không phải là trường hợp đầu tiên sử dụng loại tên lửa này sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tên lửa Grom-1 đã có màn thể hiện không thành công khi tham chiến vào ngày 12 tháng 3 năm 2023.
do trục trặc kỹ thuật, nó đã rơi xuống khu vực Donetsk hiện do quân đội Nga kiểm soát. Tuy vậy, cần lưu ý đây là lần đầu tiên Ukraine có bằng chứng xác thực việc người Nga sử dụng loại tên lửa này theo hướng Kherson. Trước đó, mảnh vỡ của vũ khí đã được tìm thấy ở khu vực Donetsk và Kharkov. Tên lửa hàng không Grom-1 được phát triển để sử dụng cho máy bay chiến đấu Su-57, nhưng cũng được tích hợp vào hệ thống vũ khí của chiến đấu cơ Su-34, Su-35 và Su-30. Tên lửa nặng 594 kg có thể vượt qua khoảng cách lên tới 120 km và được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính cũng như vệ tinh. Điều này cho phép không quân Nga sử dụng tên lửa Grom-1 chống lại các mục tiêu cố định theo tọa độ đã được nạp trước đó. Tên lửa được trang bị động cơ nhiên liệu rắn. Đầu đạn là loại có sức nổ mạnh, trọng lượng 315 kg, mang lại sức mạnh hủy diệt rất lớn. Ngày 4 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Durenko bày tỏ sự hết sức quan ngại trước tình hình leo thang nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên. Sputnik dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, ông Durenko bày tỏ sự lo ngại trên với các quan chức Hàn Quốc trong chuyến thăm Seoul từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 2. Thông cáo nêu rõ, Nga nêu rõ nguyên nhân chính của tình hình này là chính sách khiêu khích của Washington gây ra những hậu quả khó lường kể cả trong lĩnh vực quân sự. Trong các cuộc gặp, nhà ngoại giao Nga cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên trầm trọng hơn, chủ yếu là do sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực và việc tăng cường các cuộc diễn tập và tập trận quân sự với sự tham gia của Washington cùng các đồng minh quân sự. Theo ông Ruzenko, Mỹ muốn tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực trong bối cảnh nước này thực hiện chính sách grande kép chống lại Trung Quốc và Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, căng thẳng càng lớn thì nhu cầu của các đồng minh về sự hiện diện của các lực lượng Mỹ và sự bảo đảm về mặt quân sự càng lớn. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo, điều này có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Phía Nga cho rằng việc ngừng ngay lập tức hoạt động quân sự nguy hiểm của Mỹ cùng các đồng minh như tăng cường diễn tập và tập trận quân sự và quay trở lại nỗ lực chung nhằm tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho các vấn đề khu vực hiện tại sẽ tạo điều kiện bình thường hóa tình hình. Những lo ngại của ông Ruzenko được đưa ra trong bối cảnh hôm 2 tháng 2. Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên chỉ trong một tuần và diễn ra ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận tác chiến đặc biệt. Vụ phóng này diễn ra trùng thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đi thị sát các tàu chiến tại một xưởng đóng tàu hải quân. Tại đây, cùng với lời kêu gọi tăng cường lực lượng hải quân Triều Tiên, ông Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là đối thủ chính của Triều Tiên và dọa sẽ tuyên bố xảy ra cuộc chiến nếu lãnh thổ Triều Tiên bị xâm phạm. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên có những tuyên bố cứng rắn với Hàn Quốc. Trong một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên vào trung tuần tháng 1 vừa qua, ông thậm chí còn kêu gọi xây dựng các biện pháp pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác để hòa giải và thống nhất. Về phía Hàn Quốc, nước này thời gian qua cũng liên tục tiến hành các cuộc tập trận với Mỹ. Trước khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa hành trình thứ tư, các lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận phối hợp đầu tiên trong năm nay giữa hai bên. Cùng với các hành động quân sự, chính phủ Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol được cho là có quan điểm khá cứng rắn với Triều Tiên. Trong thông điệp đầu năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ hoàn tất hệ thống răn đe mở rộng trong nửa đầu năm nay để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh rằng những hành động của Triều Tiên có thể làm ảnh hưởng tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 4 tới. Ông Yoon Suk-yeol nói, chúng tôi sẽ còn tiếp tục chứng kiến nhiều hành động khiêu khích nữa của Triều Tiên trong năm nay nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Hàn Quốc, như xâm nhập bằng máy bay không người lái, tin tức giả, tấn công mạng và đặc biệt là các vụ phóng tên lửa từ đầu năm đến nay. Hành động của Triều Tiên là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các tuyên bố cùng động thái quân sự được cho là ăn miếng trả miếng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, khiến bán đảo Triều Tiên từ đầu năm đến nay luôn rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ và khiến dư luận quốc tế không khỏi quan ngại. Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng đặc biệt nhấn mạnh, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Gần đây, sự đối đầu giữa các bên liên quan ngày càng gia tăng, dẫn đến căng thẳng liên tục trên bán đảo Triều Tiên. Là quốc gia láng giềng, chúng tôi kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và tham vấn. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng, cũng như tránh làm leo thang tình hình hơn nữa để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa. Theo đánh giá của giới phân tích, một cuộc xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể nổ ra nếu như các bên không có sự kiềm chế. Gần đây, tờ Thời báo Hàn Quốc dẫn nhận định của ông Jang Mujin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên dự đoán rằng năm 2024 có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng bế tắc trong quan hệ liên triều, có khả năng vượt qua mức độ như đã từng xảy ra trong vài năm trước đây. Mới đây, tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin, Đức và Ukraine có thể ký một thỏa thuận hợp tác an ninh tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2. Báo Đức tiết lộ, cả hai nước đã soạn thảo thỏa thuận này.
Ngày 12 tháng 1, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Theo đó, hai nước cam kết bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiết lộ kế hoạch thực hiện tương tự vào tháng 2. Gần đây, trong bài viết tờ Frankfurter Allgemeine trời tùng đã trích dẫn giới chính phủ ẩn danh. Tuyên bố hiệp ước sẽ được ký kết vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Tờ báo dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Thái Bình Dương, bà Olga Stefanisia nói rằng một phái đoàn Ukraine đã soạn thảo một dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh song phương vào ngày hôm trước. Theo bà, văn bản chưa được quyết định nhưng nhìn chung đã sẵn sàng. Theo bà Stefanisina, cả Berlin và Kiev đều đồng ý rằng hiệp định nên được ký kết càng sớm càng tốt. Trong khi ca ngợi vai trò ngày càng tăng trong Liên minh châu Âu mà Đức hiện đang thể hiện trong việc hỗ trợ Ukraine, bà Stefanisina nhận định Kiev không phải lúc nào cũng hài lòng với Berlin, đặc biệt là khi nước này tỏ ra hoài nghi về nguyện vọng gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Ukraine. Cuối tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định chủ đề và hiệp định an ninh song phương đã đóng một vai trò lớn trong cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông với Tổng thống Zelensky hồi đầu tháng đó, với hiệp định được chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo Thủ tướng Scholz, ông có cảm giác rằng chúng tôi đang trên đà đạt được các cuộc đàm phán có tính quyết định. Trong một bài đăng trên X, Tổng thống Zelensky xác nhận ông đã thảo luận về cam kết của Berlin đối với an ninh của Kiev với Thủ tướng Đức. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023, các quốc gia G7 đã đồng ý thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh song phương cho Kiev, trong khi chờ đợi khả năng nước này gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Bình luận về quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó chỉ ra rằng mặc dù mọi quốc gia đều có quyền đảm bảo an ninh của mình, nhưng điều này không nên được thực hiện gây bất lợi cho các quốc gia khác. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ thỏa thuận được ký giữa Anh và Ukraine vào tháng 1, trong đó đảm bảo phòng ngừa, ngăn ngừa tích cực và các biện pháp đối phó chống lại bất kỳ sự leo thang quân sự và hoặc hành động tấn công vào vùng lãnh thổ nào của Liên bang Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga giải thích, tôi không thấy bất kỳ điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý nào trong tài liệu này, ngoại trừ việc Ukraine sẽ phải đứng lên bảo vệ Anh. Ông Lavrov cũng khẳng định các nước phương Tây không thực sự muốn thấy Ukraine trở thành thành viên chính thức của NATO hay Liên minh châu Âu. Cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, ông Dmitry Medvedev đã cảnh báo vào tháng trước rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội Anh nào tới Ukraine là một lời tuyên chiến. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cáo buộc Anh tích cực ngăn cản hòa bình ở Ukraine, đồng thời biến nó thành con bài mặc cả. Ngày 3 tháng 2, trong một bài đăng trên Telegram, Tư lệnh lực lượng chung của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Sergei Naev cho biết, binh lính kiểm soát giữ một trong những điểm nóng đã phát hiện một nhóm trinh sát và pháo hại SRG gồm 10 người của Nga đang di chuyển ở ngoại ô Kharkiv, Hromada tại tỉnh Sumy. Các binh sĩ Ukraine ngay lập tức tham gia vào một cuộc giao tranh và điều động thêm binh lính dự bị chống phá hoại từ tiểu đoàn của họ. Vài phút sau, họ điều động thêm súng cối tham gia cuộc chiến, nhắm vào một nhóm quân nhân Nga bị tổn thất. Quân nhân Nga thay đổi chiến thuật, chia thành hai nhóm. Một trong số họ dưới sự yểm trợ của pháo binh đã phải sơ tán những người thiệt mạng và bị thương. Nhóm thứ hai cố gắng vượt qua điểm mạnh từ sườn bên. Tuy nhiên, vào lúc này một nhóm chúng phá hoại đã đến chiến trường. Ông Naev cho biết, trận chiến dũng cảm kéo dài 1 tiếng rưỡi. Nhờ hành động khéo léo của lực lượng phòng thủ mặt trận phía Bắc, đối phương đã bị đẩy lùi ra xa biên giới Ukraine. Từ ngày 3 tháng 2, giao thông trên các đoạn đường trong khu vực biên giới 5 km với Nga đã bị cấm ở tỉnh Sumy. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã nhận định, những tuyên bố gần đây của các chính trị gia Liên minh châu Âu EU về khả năng xảy ra giao tranh với Nga sẽ phục vụ lợi ích của khối và chuyển hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ như nền kinh tế đang suy thoái. Ngoài ra, những tuyên bố về một cuộc xung đột được cho sắp xảy ra với Nga cũng giúp EU biện minh cho việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine. Trước đó, ngày 1 tháng 2, các nhà lãnh đạo EU đã ký kết gói viện trợ kinh tế trị giá 50 tỷ euro, tương đương 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng tranh luận. Ngày 4 tháng 2, ông Peskov nói, các chính trị gia EU cần tiếp tục xây dựng hình ảnh của đối thủ, thực hiện điều đó một cách có kết cấu, nổi bật để biện minh cho việc tăng chi tiêu. Với EU, việc phân bổ 50 tỷ euro không phải là vấn đề lớn, nhưng mặt khác, nó lại đáng chú ý trong bối cảnh các dấu hiệu khủng hoảng đang hiện hữu trong nền kinh tế các nước EU. Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, những nỗ lực này nhằm đánh lạc hướng người dân khỏi các vấn đề của khối bằng cách nói về một cuộc xung đột sắp xảy ra với Nga mà nhiều quốc gia trong khối đã thực hiện. Biết, Đức rõ ràng đã áp dụng cách này để che giấu những vấn đề nội bộ mà nước này đang phải đối mặt thời gian gần đây. Ông Peskov nhận định, Đức là đầu tàu kinh tế của EU và hiện nay toàn bộ lĩnh vực trong nền kinh tế Đức đang mất đi sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh.
Tất nhiên, trong hoàn cảnh như này, cách tốt nhất là chuyển hướng sự chú ý bằng cách tạo ra một loại kẻ thù và duy trì hình ảnh của nó. Về mặt này, có lẽ không có ai tốt hơn là Nga theo quan điểm của họ. Trong những tháng gần đây, các quan chức cấp cao EU đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho một cuộc xung đột được cho là không thể tránh khỏi với Nga, giữa lúc chính phủ nước EU chuyển hướng đầu tư cho sức mạnh quân đội quốc gia. Theo đó, Đức đã tích cực đi theo con đường này khi áp dụng học thuyết chiến lược và quân sự mới vào cuối năm 2023, nhằm mục đích tạo ra các lực lượng sẵn sàng giao tranh. Tại thời điểm đó, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Đức cần sự thay đổi lâu dài với mục tiêu tạo ra lực lượng Bundeswehr hùng mạnh và thực sự có khả năng chiến đấu trong cuộc chiến được dự báo sắp xảy ra với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh Nga không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành giao tranh chống lại NATO. Trong bối cảnh xung đột ác liệt vẫn diễn ra dọc theo tiền tuyến và tình hình nhân sự cấp cao của quân đội Ukraine lung lay, binh sĩ nước này đã chuyển sang chế độ phòng thủ sâu để giữ chân lực lượng Nga. Theo đài truyền hình CNN, sau chuyến thăm binh sĩ gần thị trấn Kupiansk ở vùng Kharkiv ngày 3 tháng 2, Tư lệnh lục quân Ukraine Đại tướng Oleksandr Sisky nhận định trên ứng dụng Telegram, tình hình chiến sự vẫn căng thẳng, giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo tất cả các khu vực của tiền tuyến. Đối phương tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công cường độ cao và liên tục đưa thêm vào lực lượng dự bị mới. Tại khu vực mà tư lệnh Sisky đến thăm, lực lượng Ukraine phải đối mặt với việc bị đẩy lùi ở một số địa điểm. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu tối cùng ngày cho biết, các cuộc không kích, hỏa lực pháo và súng cối tấn công tới tấp vào hơn 15 cứ điểm của Ukraine. Phát ngôn viên cấp cao của quân đội chịu trách nhiệm khu vực, ông Ilya Yevlas nói, Nga vượt trội cả về trang bị và nhân sự. Chúng tôi cần rất nhiều đạn dược để hạ gục sức mạnh với cường độ như vậy. Tuy nhiên, ông Yevlas chỉ ra binh lính Nga cũng có thể gặp phải tình trạng thiếu đạn dược, mặc dù mức độ ít nghiêm trọng hơn Ukraine. Nếu trước đây lực lượng Nga có thể bắn 60.000 viên đạn mỗi ngày dọc theo toàn bộ chiến tuyến, thì con số hiện chỉ còn khoảng một nửa. Người phát ngôn Yevlas cũng bình luận về tình hình xung quanh thành phố Bakhmut, nơi trở thành tâm điểm giao tranh trong hơn một năm qua. Theo ông Yevlas, các lực lượng Nga đang nỗ lực vượt qua hàng phòng thủ của Ukraine với mục đích tiến tới Chasivka, một thị trấn được quân sự hóa cao trên vùng đất cao cách Bakhmut vài km về phía tây. Chia sẻ với phóng viên đài CNN, một thành viên của trung đội bắn tỉa là Oleksandr miêu tả tình hình chiến sự. Chúng tôi đang ở chế độ phòng thủ sâu và đang cầm chân đối phương, cả hai bên đều kiệt sức. Tại một số khu vực khác như ở Avdiivka, Donetsk, các nhà phân tích cho thấy lực lượng Nga đã có nhiều bước tiến trên chiến trường trong những ngày gần đây. Trong bài đăng trên Telegram, Đại tướng Sisky không đề cập đến các thông tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky chuẩn bị tuyên bố sa thải Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny sau những bất đồng liên quan đến phát ngôn của ông Zaluzhny. Tháng 11 năm 2023, Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny miêu tả tình hình chiến trường đang rơi vào thế bế tắc. Phát ngôn này được cho là khiến ông Zelensky tức giận. Sự bất hòa giữa hai người đã bùng nổ và trở thành tiêu điểm thu hút chú ý của dư luận trong tuần, trước khi có thông tin Tổng thống Zelensky cách chức ông Zaluzhny. Kiev đã lên tiếng bác bỏ cho rằng đây là tin đồn vô căn cứ nhằm phá hủy sự đoàn kết của xã hội Ukraine. Đến ngày 4 tháng 2, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vẫn là ông Zaluzhny. Gần đây, Ukraine liên tiếp tấn công các kho dầu Nga nằm sau chiến tuyến, ở trong lãnh thổ Nga. Ngày 3 tháng 2, nhà máy lọc dầu do Lukoil vận hành ở khu vực Volgograd của Nga đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam nước Nga, có công suất khoảng 300.000 thùng dầu mỗi ngày. Trong một bài đăng trên Telegram, lãnh đạo tỉnh Volgograd của Nga, ông Andrei Bocharov thông báo, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử đã chặn tấn công bằng UAV nhằm vào quận Kalachiovsky và Zakanalie ở tỉnh Volgograd. Một trong những chiếc UAV bị hạ đã rơi xuống nhà máy lọc dầu và gây ra hỏa hoạn. Video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Volgograd. Ông Bocharov nói rằng lực lượng khẩn cấp đã dập tắt ngọn lửa sau đó và không có thương vong. Công ty dầu khí Lukoil, chủ sở hữu nhà máy cho biết cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường sau vụ tấn công. Cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Volgograd là cuộc tập kích mới nhất của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga trong vòng một tháng qua. Trước đó, đêm hôm 24 tháng 1, nhà máy lọc dầu Rosneft của Nga ở Tuapse, Krasnodar Krai đã bốc cháy. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc cao lên bầu trời đêm. Kênh tin tức Telegram cho biết các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu ngay trước khi đám cháy bắt đầu. Ngày 21 tháng 1, một vụ hỏa hoạn lớn kèm theo vụ nổ đã xảy ra tại cơ sở khí đốt Ust-Luga trên biển Baltic, gần Saint Petersburg. Nhà điều hành cho biết nguyên nhân hỏa hoạn là do tác động từ bên ngoài gây ra. Trước đó hôm 19 tháng 1,
vốn thùng dầu tại cơ sở lưu trữ lớn của Rosneft ở thị trấn Klinsy, vùng Priang phía tây nước Nga cũng bốc cháy. Klinsy chỉ cách biên giới với Ukraine vài km. Thống đốc Alexander Bogomat thông báo trên Telegram, một máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga hạ bằng hệ thống tác chiến điện tử. Khi chiếc UAV bị phá hủy, đạn dược mà nó mang theo đã rơi xuống kho dầu Klinsy. Tuần trước, một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU tiết lộ với Kyiv Post rằng cơ quan này đứng đằng sau các vụ tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga. Nguồn tin cho hay, SBU đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và tiếp tục tấn công các cơ sở không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Nga mà còn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra trong thời gian tới. Mùa đông năm 2022, Nga đã sử dụng UAV và tên lửa để tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chiến lược tương tự cũng được Moscow thực hiện trong mùa đông năm nay. Các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga là cách Ukraine đáp trả Moscow bằng chính chiến lược của đối phương, đồng thời nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sinh lợi của Nga mà các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đã không thể giáng đòn mạnh như kỳ vọng. Theo chuyên gia an ninh năng lượng tại tổ chức nghiên cứu DC Group của Ukraine, ông Olena Lapenko, Moscow đã kiếm được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tấn công vào kho cảng Baltic Ust-Luga và thời tiết xấu trong khu vực đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu thô bằng đường biển của Nga. Các chuyến hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Theo Tenda, Nga chỉ có 5 đường ống chiến lược lớn dẫn ra các cảng biển, 3 ở Baltic và 2 ở Biển Đen. Các đường ống khác của Nga đi qua Ukraine hoặc các nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và phải chịu lệnh trừng phạt. Các cuộc tấn công của Ukraine cho đến nay đã nhắm vào 2 trong số 5 cảng biển. Hoạt động tại Ust-Luga sẽ bị đình chỉ trong vài tuần và trong khoảng thời gian này có thể xảy ra thêm các cuộc tấn công. Ngoài ra, mục đích của Ukraine khi nhắm vào các cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga là để làm gián đoạn hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Chuyên gia an ninh năng lượng tại Tổ chức Nghiên cứu DC Group của Ukraine, ông Olena Lapenko nhận định, các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí của Nga làm gián đoạn nguồn cung hậu cần và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm gây cản trở cho các hoạt động của Moscow trên chiến trường. Một kênh Telegram của Nga cho biết, trước vụ hỏa hoạn ở Ust-Luga, lực lượng nước này đã bắn hạ một UAV chỉ mang theo 3kg chất nổ. Những cuộc tấn công như vậy dựa trên nguyên tắc được nhà nghiên cứu T.X. Hammes thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ mô tả trong một bài viết năm 2016 về tác chiến UAV là mang ngòi nổ. Chiến lược này sử dụng một lượng nhỏ chất nổ gắn trên UAV để kích nổ lượng lớn vật liệu nổ trong hoặc trên các mục tiêu, thường là máy bay, phương tiện quân sự, nhiên liệu hay kho đạn dược. Theo ông Hammes, UAV cỡ nhỏ, chi phí thấp với tải trọng chất nổ tối thiểu cũng có thể tạo ra sức tàn phá lớn nếu chúng được sử dụng để nhằm vào các mục tiêu dễ cháy. Ông Hammes mô tả, chỉ cần vài gram chất nổ tác động trực tiếp vào mục tiêu là có thể gây ra vụ nổ thứ cấp với mức độ tàn phá lớn hơn rất nhiều. Các cuộc tấn công nói trên cũng cho thấy, Ukraine đã có UAV tầm xa có thể tấn công các mục tiêu ở sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Một nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ, UAV của nước này đã có thể bay 1.200 km vào không phận Nga trong cuộc tấn công vào kho dầu ở Saint Petersburg. Cuối năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết Kyiv hiện đã có thể sản xuất hơn 10.000 UAV tấn công tầm trung vài trăm km và hơn 1.000 UAV với tầm hoạt động hơn 1.000 km trong năm 2024. Với khoảng cách hơn 1.000 km, nhiều cơ sở dầu khí của Nga sẽ nằm trong tầm tấn công của UAV Ukraine. Việc bảo vệ tất cả những cơ sở này là nhiệm vụ khó khăn, ngay cả khi Moscow rút bớt lực lượng phòng không khỏi tiền tuyến. Mặt khác, các hệ thống phòng không của Nga tỏ ra là kém hiệu quả trước các UAV cỡ nhỏ vì rất khó phát hiện ra chúng. Chuyên gia về robot và các hệ thống quân sự không người lái tại Trung tâm Phân tích Hải quân của Mỹ, ông Samuel Bennett cho biết, Nga tự hào về hệ thống phòng thủ nhiều lớp với các hệ thống tác chiến điện tử, các tổ hợp tên lửa, radar có thể xác định và ngăn chặn rất nhiều mối đe dọa. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống phòng thủ này được xây dựng để xác định và loại bỏ các mục tiêu cỡ lớn như tên lửa, máy bay, trực thăng. Chúng không được thiết kế để phát hiện các UAV cỡ nhỏ. Gần 4 tháng sau khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra, giao tranh vẫn diễn ra dai dẳng ở phía bắc khu vực đông dân cư của thành phố Gaza và ở cả thành phố Khan Yunis ở phía nam. Ngày 4 tháng 2, các tay súng Palestine tiếp tục tấn công lực lượng Israel tại hai thành phố chính của dải Gaza trong một dấu hiệu cho thấy Hamas vẫn duy trì quyền kiểm soát phần nào trong khu vực, bất chấp các hoạt động quân sự tích cực của nhà nước Do Thái. Tại cuộc họp nội các hàng tuần của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết 17 trong số 24 tiểu đoàn chiến đấu của Hamas đã bị vô hiệu hóa. Những chiến binh Hamas còn lại chủ yếu tập trung ở phía nam dải Gaza, bao gồm cả Rafah ở biên giới Ai Cập. Một tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu cho hay, chúng tôi cũng sẽ truy lùng họ.
Trong khi đó, Hamas không công bố những tổn thất của mình. Viễn cảnh về một cuộc tấn công vào Rafah càng gây áp lực lên hàng trăm nghìn thường dân Palestine, vốn đã phải rời bỏ nhà cửa đi di tản và đang trú ẩn ở thành phố gần biên giới với Ai Cập. Nó cũng khiến Cairo lo lắng vì họ đã tuyên bố không tiếp nhận bất kỳ người tị nạn Palestine nào. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, một quan chức Israel cho biết quân đội nước này sẽ phối hợp với Ai Cập và tìm cách sơ tán hầu hết người dân về phía Bắc trước nguy cơ phát động cuộc càn quét trên bộ ở Rafah. Người Palestine cáo buộc Israel đã không kích và pháo kích bằng xe tăng vào Rafah. Quan chức Israel cho biết cuộc không kích đã đánh trúng một căn phòng có nhiều ở khu phố Al-Salam của Rafah. Ông nói, không có nơi nào an toàn ở Gaza, từ Bắc xuống Nam không có nơi nào an toàn. Hôm 4 tháng 2, tạp chí Phố Quân đã đăng tải bài phỏng vấn với Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Tại đây, ông Ben-Gvir đã thể hiện sự không hài lòng với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Ben-Gvir nói, thay vì dành cho chúng tôi sự ủng hộ tuyệt đối, ông Biden lại bận rộn với việc gửi thêm nhiên liệu và hàng viện trợ tới giải Gaza. Phần lớn chúng sẽ lại rơi vào tay Hamas. Nếu ông Trump vẫn đang là Tổng thống, Mỹ sẽ hành xử hoàn toàn khác. Từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm 2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cam kết hỗ trợ bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ Tel Aviv tấn công nhóm vũ trang ở giải Gaza, nhưng cũng yêu cầu Tel Aviv hạn chế các biện pháp làm tổn hại dân thường Palestine. Ông Ben-Gvir cho rằng chính sách này của Tổng thống Biden đang gây tổn hại tới nỗ lực giao tranh của Israel, đồng thời tin rằng ông Trump sẽ cho phép Tel Aviv tự do hơn trong xóa sổ Hamas. Phát ngôn của Bộ trưởng Ben-Gvir nhanh chóng vấp chỉ trích từ các chính trị gia Israel, trong đó có nhiều người cáo buộc ông gây tổn hại tới các mối quan hệ chiến lược của quốc gia và gọi cuộc phỏng vấn của ông là đòn giáng trực tiếp vào các nỗ lực thời chiến. Ông Benny Gantz là thành viên nội các thời chiến của Tel Aviv, gọi những bình luận của Bộ trưởng An ninh Quốc gia là vô trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế ông Ben-Gvir. Ông Gantz nói, chúng ta được quyền tranh luận, ngay cả với đồng minh lớn nhất và quan trọng nhất là Mỹ. Nhưng việc này phải được tiến hành theo đúng phương pháp ngoại giao, không phải thông qua những tuyên bố vô trách nhiệm trước truyền thông hay mạng xã hội. Những hành động như vậy gây tổn hại đến quan hệ chiến lược của Israel. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Lao động Israel, nghị sĩ Merav Micheli nói, phát ngôn của Bộ trưởng Ben-Gvir có ý can thiệp vào bầu cử Mỹ, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu sa thải ông Ben-Gvir. Bà Micheli đăng trên mạng xã hội X rằng, nếu ông Netanyahu không cách chức ông Ben-Gvir, điều đó có nghĩa là Thủ tướng tán thành những phát ngôn của Bộ trưởng. Không ai có thể tin rằng một bộ trưởng có thể phát ngôn gây hại, thậm chí là vô ơn như vậy nếu không được Thủ tướng ủng hộ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã yêu cầu các thành viên trong nội các thời chiến không can thiệp vào vấn đề quan hệ của Israel với các đồng minh. Ông nói, tôi không cần ai chỉ bảo về cách điều hướng quan hệ của chúng ta với Mỹ và cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Palestine đã lên án phát ngôn của ông Ben-Gvir và kêu gọi các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào ông này. Chính quyền Tổng thống Biden chưa bình luận về thông tin. Ông Ben-Gvir được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel vào tháng 12 năm 2022 và là người mang tư tưởng cực hữu. Ông từng kêu gọi Israel kiểm soát giải Gaza và trục xuất người Palestine khỏi vùng đất này. Ông cũng đe dọa sẽ hạ bệ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu nếu quá mềm mỏng với Hamas. Trong bối cảnh thủ đô Pháp muốn giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, người dân Paris đã bỏ phiếu tăng gấp 3 lần phí đỗ xe cho các loại xe thể thao đa dụng SUV. Theo kết quả sơ bộ của cuộc bỏ phiếu hôm 4 tháng 2, 54,6% người đi bầu tán thành áp dụng phí đỗ xe đặc biệt cho loại xe SUV. Dù vậy, tỷ lệ đi bỏ phiếu chỉ rơi vào khoảng 5,7% số cử tri đăng ký ở Paris, thấp hơn mong đợi của giới hoạt động vì môi trường. Thị trưởng Paris thuộc Đảng Xã hội, bà Anne Hidalgo cho biết, người dân Paris đã đưa ra lựa chọn rõ ràng, các thành phố khác sẽ làm theo. Trước đây, bà Hidalgo từng nói rằng việc hạn chế SUV thông qua tăng giá đỗ xe là một hình thức công bằng xã hội nhắm tới nhóm người lái xe khá giả nhất, nhóm thường lái những chiếc xe đắt tiền, nặng nề và gây ô nhiễm. Theo quy định mới có thể có hiệu lực vào đầu tháng 9, chi phí đỗ xe SUV hoặc xe 4x4 trên đường phố sẽ tăng lên 18 euro mỗi giờ ở trung tâm Paris và 12 euro mỗi giờ ở những khu vực khác của thành phố. Mức giá này sẽ áp dụng với xe có trọng lượng trên 1,6 tấn, chạy động cơ đốt trong hay động cơ hybrid, cũng như với xe điện nặng trên 2 tấn. Quy định mới không áp dụng với các bãi đỗ xe tư nhân tại Paris. Ông Tony Renucci là giám đốc nhóm hoạt động vì chất lượng không khí Respire cho biết, kết quả cuộc bỏ phiếu là chiến thắng cho chất lượng cuộc sống của người dân Paris. Ông cũng nói thêm rằng Paris đã gửi đi thông điệp rằng chúng ta không còn muốn thấy những con quái vật xuất hiện trên đường phố của mình. Trong khi đó, Phó Thị trưởng Paris Emmanuel Gregory nói rằng SUV là thảm họa môi trường vì chúng nặng, nguy hiểm và gây ô nhiễm hơn. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2023, Hội đồng thành phố Paris, Pháp đã bỏ phiếu nhất trí thông qua một quy định chưa từng có tiền lệ, đó là xác định phí đậu xe ô tô khác nhau theo từng mẫu xe. Cụ thể, kể từ tháng 1 năm 2024,
chủ sở hữu những chiếc SUV từ 5 đến 7 chỗ sẽ phải trả phí đỗ xe cao hơn so với người đi xe sedan cỡ nhỏ 4 chỗ. Nhà chức trách cho biết đây là giải pháp nhằm giảm lượng khí thải carbon trong thành phố, kìm hãm sự gia tăng của các mẫu xe SUV cỡ lớn và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện gọn nhẹ hơn. Theo thống kê ở thời điểm đó, Paris có hơn 1 triệu ô tô cá nhân và khoảng 15% trong số này là các mẫu SUV. Thời gian gần đây, số lượng xe SUV gia tăng nhanh tới 60% chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm. Các chuyên gia cho rằng xe SUV không phải lúc nào cũng phù hợp với đô thị. Không những vậy, chúng còn tạo ra lượng khí thải ô nhiễm cao hơn. Ông David Belliat là phó thị trưởng Paris nhận định xe SUV đang đi ngược khả năng thích ứng của thành phố đối với biến đổi khí hậu. Phương tiện này không chỉ vô dụng trong môi trường đô thị mà còn gây nguy hiểm, công kềnh và tốn kém để sản xuất. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, những phương tiện cỡ lớn, bao gồm SUV, sử dụng nhiều nhiên liệu hơn và thải ra số lượng bụi hạt mịn cao hơn. Một nghiên cứu của công ty bảo hiểm Asa còn cho thấy, những chiếc xe lớn gây ra số vụ tai nạn nhiều hơn 25% so với các phương tiện khác. Trong khi đó, một nghiên cứu báo cáo rằng, người đi bộ có nguy cơ tử vong khi va chạm với SUV cao gấp đôi so với xe sedan. Theo thống kê, dòng SUV chiếm gần 40% lượng ô tô bán ra tại Pháp. Do đó, theo các chuyên gia, để nhận được sự đồng thuận từ người dân, biểu giá đỗ xe mà chính quyền đưa ra cần tính đến người thu nhập thấp hoặc các gia đình đông con. Ngày 4 tháng 2, lễ hội Tuyết Thường Niên Sapporo đã khai mạc tại thành phố cùng tên, thủ phủ của tỉnh Hokkaido ở cực bắc của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm lễ hội được tổ chức mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến đại dịch COVID-19. Là một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất của Nhật Bản, lễ hội tuyết lần thứ 74 được tổ chức tại 3 địa điểm tại thành phố Sapporo và kéo dài đến ngày 11 tháng 2. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng khoảng 190 tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ bằng băng tuyết được trưng bày tại lễ hội, bao gồm các tác phẩm do người dân địa phương chế tác và tạo dựng. Tại địa điểm chính là công viên Odori ở trung tâm thành phố, khách tham quan ấn tượng trước tác phẩm điêu khắc băng tuyết cao 12m, thể hiện nhân vật trong bộ truyện tranh Golden Kamuy nổi tiếng của Nhật Bản. Bộ truyện này khai thác đề tài lịch sử kể về dân tộc thiểu số Ainu ở miền Bắc nước này với nhiều nét văn hóa độc đáo. Các gian hàng đã bày bán và giới thiệu ẩm thực địa phương đã trở lại lễ hội năm nay sau khi những biện pháp kiểm soát COVID-19 được dỡ bỏ. Du khách Sana Skutamoto, 26 tuổi, đến từ Kyoto hào hứng chia sẻ, các tác phẩm điêu khắc băng tuyết tại lễ hội không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn bởi những chi tiết chạm trổ tinh tế. Lễ hội thường thu hút hơn 2 triệu khách tham quan mỗi năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Do đại dịch, ban tổ chức đã thu nhỏ quy mô và tổ chức trực tuyến lễ hội tuyết Sapporo trong 2 năm 2021 và 2022. Những người đam mê điêu khắc băng tuyết có thể ngắm và tìm hiểu mọi thông tin về những tác phẩm này trên trang chủ của lễ hội. Năm 2023, đánh dấu lễ hội trở lại lần đầu tiên sau 3 năm đại dịch, song được tổ chức với quy mô thu hẹp. Trong một diễn biến khác, trưa ngày 5 tháng 1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản CMA kêu gọi người dân thận trọng vì dự báo tuyết rơi dày đặc ở khu vực Kanto Kushin, bao gồm thủ đô Tokyo, từ trưa ngày 5 tháng 2 đến đêm ngày 6 tháng 2. CMA cũng cảnh báo đường bị đóng băng và nguy cơ gián đoạn giao thông. Khối khí áp suất thấp đang phát triển di chuyển về phía đông từ bờ biển phía nam của đảo Honshu có nguy cơ làm tuyết rơi dày đặc, chủ yếu ở khu vực vùng núi Kanto Kushin và các khu vực xung quanh. Nếu nhiệt độ thấp hơn dự báo, có khả năng tuyết rơi dày ở mức cảnh báo cũng sẽ xảy ra ở các vùng đồng bằng, bao gồm 23 phường của Tokyo. Chiều ngày 5 tháng 2, công ty All Nippon Airways và Japan Airlines Seoul đã quyết định hủy tổng cộng 62 chuyến bay đến và đi từ sân bay Haneda. Trong khi đó, công ty đường sắt Đông Nhật Bản JRI kêu gọi người dân theo dõi cập nhật lịch tàu chạy vì các chuyến tàu có thể bị đình chỉ hoặc trì hoãn đáng kể. Theo CMA, lượng tuyết rơi tối đa vào khoảng 6 giờ sáng ngày 6 tháng 2, dự kiến 30cm ở vùng núi phía Bắc, vùng Kanto, phía Bắc Tokyo và vùng Kosin ở miền Trung Nhật Bản, 20cm ở vùng đồng bằng phía Bắc, vùng Kanto, cũng như các khu vực ở Hakone, ở tỉnh Kanagawa, phía tây nam thủ đô đến Tama ở phía tây Tokyo và Chichibu ở tỉnh Tama lân cận, và 7cm ở vùng đồng bằng phía nam vùng Kanto. Trong thời gian gần đây, một món cà phê mới bắt đầu thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ Trung Quốc và tạo nên cơn sốt mới trên mạng xã hội nước này. Theo P-Video, một cửa hàng cà phê ở tỉnh Gia Tây đã tung ra món cà phê Latte có vị cay vào tháng 12 năm 2023 và đến hiện tại bán được 300 cốc mỗi ngày. Khi mạng xã hội Douyin lan truyền một đoạn video quay cảnh nhân viên cửa hàng cho ớt
thái lát vào cốc cà phê latte đá, rồi tiếp tục rắc thêm bột ớt lên. Nhiều người đã hao hức muốn được thử ngay loại đồ uống mới nghe có vẻ rất kỳ lạ đó. Được biết, Giang Tây là một trong những khu vực mà người dân thích ăn đồ cay nhất Trung Quốc và thức uống tạo nên trào lưu mới, được đặt tên là Jiangxi Spicy Latte, cà phê latte cay Giang Tây. Những người đã thưởng thức cà phê ớt cho biết, tôi thấy nó không cay lắm, ngược lại còn có vị rất ngon. Hay, món cà phê ớt mới này không tệ, nó có vị hơi cay và ngọt. Một nhân viên cửa hàng cũng nói thêm, món cà phê này không lạ như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, với những người chưa từng thử, món đồ uống được pha cùng với rất nhiều ớt dấy lên mối lo ngại về sức khỏe. Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ, đây là thứ đồ uống bất thường một cách vô lý. Tôi đoán có thể gây vấn đề sau khi uống những đồ cay như thế này. Một người khác lo lắng, thật sáng tạo nhưng tôi không dám thử vì sợ nó sẽ gây hại cho dạ dày. Sự kết hợp sáng tạo giữa hương vị cà phê đã xuất hiện khắp Trung Quốc trong những năm gần đây. Tháng 9 năm 2023, khách hàng xếp hàng hàng giờ đồng hồ để mua một loại đồ uống cà phê pha rượu. Năm ngoái, một quán cà phê ở tỉnh Chiết Giang đã trộn trứng nhiên với cà phê latte. Cơn sốt này nhanh chóng lan rộng và được nhiều quán cà phê khác làm theo. Năm 2021, một cửa hàng cà phê ở tỉnh Sơn Tây đã thêm giấm vào cà phê Americano. Tỉnh này nổi tiếng với các sản phẩm liên quan đến giấm và người dân cũng thích dùng giấm để chấm thức ăn. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề xuất Papua New Guinea, PNG từ chối ký kết thỏa thuận an ninh mà Trung Quốc đề xuất, đồng thời cảnh báo về hậu quả có thể xảy ra từ những thỏa thuận như vậy. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với báo The Sydney Morning Herald, Australia, được công bố vào ngày 5 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Verma đưa ra cảnh báo rằng chúng tôi nhận thức rằng cam kết về quốc phòng của Trung Quốc hoặc đầu tư thường đi kèm với những hậu quả lớn. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền đạt đến Papua New Guinea. Theo thông tin từ Reuters, gần đây, Ngoại trưởng của Papua New Guinea, PNG, Justin Kachenko đã tiết lộ rằng nước này đã bắt đầu đàm phán với Trung Quốc về một thỏa thuận an ninh tiềm tàng. Ông Kachenko cho biết, Bắc Kinh đã đề xuất hỗ trợ lực lượng cảnh sát PNG trong việc đào tạo và trang bị, cũng như về công nghệ giám sát. Trong một cuộc phỏng vấn khác với AFP cũng trong tuần trước, ông Kachenko nói rằng Trung Quốc đã đưa ra đề xuất trước khi bạo loạn xảy ra ở thủ đô Port Moresby của PNG vào ngày 11 tháng 1 khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng PNG cũng cho biết nước này có thể từ chối đề xuất của Trung Quốc để duy trì quan hệ với các đối tác an ninh truyền thống. Hôm 30 tháng 1, AFP dẫn lời ông Kachenko cho biết, đề nghị này đang được xem xét kỹ lưỡng vì chúng tôi không muốn sao chép hoặc làm tổn hại các thỏa thuận đã có với các đối tác an ninh truyền thống của chúng tôi là Úc và Mỹ. Sẽ không phải là ngày tận thế nếu chúng tôi không đạt được nhận thức chung hoặc thỏa thuận với Trung Quốc. Mỹ và đồng minh Úc trong nhiều thập kỷ đã xem xét Nam Thái Bình Dương là khu vực ảnh hưởng của họ và đang nỗ lực ngăn chặn các quốc gia trong khu vực xây dựng quan hệ an ninh với Trung Quốc. Sự cố này trở nên trọng đại hơn sau khi Bắc Kinh và quần đảo Solomon ký kết một thỏa thuận an ninh bí mật vào năm 2022. Tuần trước, ông Verma đã đến Úc sau chuyến thăm Nam Thái Bình Dương. Theo quan chức ngoại giao Mỹ, các quốc gia đang cạnh tranh để đạt được ảnh hưởng trong khu vực giàu tài nguyên và chúng tôi phải cạnh tranh quyết liệt. Những cảnh báo của ông Verma trên báo chí Úc xuất hiện trước chuyến thăm Canberra của Thủ tướng Papua New Guinea PNG James Marep trong tuần này. Theo kế hoạch, ông Marep sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Úc. Trước đó, PNG đã nêu rõ rằng Úc và Mỹ là đối tác an ninh quan trọng của họ, trong khi Trung Quốc được xem là đối tác kinh tế quan trọng. Trong cuộc phỏng vấn với The Sydney Morning Herald, ông Verma nói, chúng tôi muốn thấy mọi người lựa chọn giữa các thỏa thuận an ninh, cơ hội đầu tư hoặc kết nối nâng cao với các quốc gia tuân thủ luật lệ và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Trung Quốc đã cho thấy rằng họ không làm điều đó. Trung Quốc đã cho thấy rằng họ không quan tâm đến trật tự dựa trên luật lệ hiện đại. Trung Quốc chưa lập tức bình luận về phát ngôn của ông Verma, nhưng trước đó, họ từng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và đồng minh, đồng thời cho biết Bắc Kinh phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây ra căng thẳng địa chính trị tại Nam Thái Bình Dương. Tối 4 tháng 2 theo giờ địa phương, pháo hoa nổ ở thủ đô El Salvador khi Tổng thống Nayib Bukele tuyên bố tái đắc cử với hơn 85% số phiếu bầu, một kỷ lục trong toàn bộ lịch sử dân chủ thế giới. Tổng thống Bukele, 42 tuổi, được bầu chọn là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất ở Mỹ Latin, có thể là cả thế giới, sau cuộc chiến chống các băng đảng đã làm giảm mạnh tỷ lệ sát hại ở quốc gia vốn đã mệt mỏi vì bạo lực này. 2 giờ sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc và trước khi kết quả chính xác được công bố, ông thông báo trên mạng xã hội X rằng, theo số liệu, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử tổng thống với hơn 85% phiếu bầu. Khi pháo hoa nổ ở nhiều khu vực khác nhau của El Salvador, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường trung tâm để cổ vũ và thổi còi ăn mừng. Trước đó, giữa bối cảnh đất nước bất ổn, Tổng thống Nayib Bukele nổi lên mạnh mẽ, người tự phong là nhà độc tài ngầu nhất thế giới và vua triết học. Dù bị đối thủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích về việc vi phạm nhân quyền trong quá trình trấn áp tội phạm,
ông Bukele vẫn được nhiều người bầu chọn khi người dân El Salvador đi bầu cử vào ngày 4 tháng 2. Là một chính trị gia tài năng, ông Bukele bắt đầu sự nghiệp chính trị khi công ty quảng cáo của gia đình ông hợp tác với FNLN, một nhóm du kích tham gia trong nội chiến trước đây và chiến thắng trong hai cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2009 và năm 2014. Tuy nhiên, con đường lên đỉnh cao thực sự của ông Bukele mất một khoảng thời gian dài. Sau khi bị đảng trục xuất vào năm 2017, ông trở thành người ngoại đảng và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019, cam kết chấm dứt tham nhũng và hối lộ. Ông Bukele, khi đó mới 37 tuổi, nhanh chóng trở nên nổi tiếng với việc thực hiện các biện pháp đổi mới và sáng tạo. Ông đã chấp nhận Bitcoin là loại tiền tệ hợp pháp tại El Salvador từ năm 2021 và mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ đến đây để khám phá cơ hội đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, trên hết, chiến dịch trấn áp mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm đã làm ông trở nên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn khắp châu Mỹ Latin, đồng thời đưa ông trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 2. Dưới thời Tổng thống Bukele, tỷ lệ thanh toán lẫn nhau ở El Salvador đã giảm mạnh. Chỉ trong vòng một năm kể từ khi ông lên nắm quyền, tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 1/3 so với năm 2017. Hiện tại, theo số liệu chính phủ, cứ 100.000 người thì chỉ có chưa đến 2 vụ án, một tỷ lệ thấp hơn so với ở Mỹ. Một lý do tạo nên thành công đó là đại dịch COVID-19, nhưng ít ai nghi ngờ về ảnh hưởng của phương pháp Bukele được biết đến trên khắp khu vực. Tháng 3 năm 2022, một đợt bùng phát bạo lực băng đảng đã tạo ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Bukele. Tổng thống này đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp mà ông cho rằng là cần thiết để đối phó với các băng đảng một cách quyết liệt và vĩnh viễn. Năm ngoái, một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp được công bố tại tòa án ở New York đã tiết lộ rằng ông Bukele đang thực hiện các cuộc đàm phán một cách bí mật với các băng đảng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong khi ông vẫn tiếp tục tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp vẫn chưa được hủy bỏ. Tổng thống Bukele đã phủ nhận thông tin về cuộc đàm phán với các băng đảng. Các quyền theo hiến pháp đã bị đình chỉ, cho phép cảnh sát giữ một người mà không cần buộc tội trong khoảng 15 ngày và nghe lén điện thoại của bất kỳ ai mà không cần có lệnh của tòa án. Quân đội đã được triển khai và số lượng vụ bắt giữ tăng lên đột ngột. Đầu năm 2023, chính phủ của Tổng thống Bukele đã xây dựng một khu phức hợp nhà tù lớn với khả năng chứa tới 40.000 tù nhân, được gọi là trung tâm giam giữ những kẻ khủng bố. Gần 2 năm sau vụ việc năm 2022, tình trạng khẩn cấp và hạn chế quyền tự do dân sự vẫn được duy trì ở El Salvador sau nhiều lần quốc hội gia hạn. Tổng thống Bukele cũng đang tìm cách tăng cường quyền kiểm soát của mình đối với các cơ quan nhà nước mà thường phải hoạt động độc lập. Hãng xe điện Tesla do tỷ phú Elon Musk sở hữu vừa công bố một đợt thu hồi gần như toàn bộ số xe của hãng ở Mỹ, tổng cộng 2,2 triệu chiếc, do phát hiện các vấn đề liên quan đến đèn cảnh báo. Đây là đợt triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay và là vụ mới nhất trong chuỗi sự cố của Tesla. Con số này lớn hơn so với 2,03 triệu xe mà Tesla đã thu hồi tại Mỹ 2 tháng trước, khi họ triển khai các biện pháp bảo vệ mới trong hệ thống hỗ trợ người lái tự động Autopilot. Đợt thu hồi mới nhất bao gồm nhiều mẫu xe khác nhau của Tesla, bao gồm Model S, Model X, Model 3 2017-2023, Model Y và xe Cybertruck 2024. Thông tin này được Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ NHTSA công bố vào ngày 2 tháng 2 và cảnh báo rằng đèn cảnh báo có cỡ chữ nhỏ hơn có thể khiến thông tin an toàn quan trọng trên bảng điều khiển trở nên khó đọc, làm tăng nguy cơ va chạm. Mới đây, báo cáo về tình hình kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APAC của công ty phân tích Moody's thuộc tập đoàn Moody's, một trong 3 đơn vị đánh giá tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới cho biết, để khôi phục kinh tế trong khu vực này cần có sự phục hồi của Trung Quốc, cải thiện tình hình ở Nhật Bản và sự phục hồi của Mỹ và châu Âu. Trong bối cảnh khó khăn, thị trường bất động sản Trung Quốc được nhận định là một vấn đề gai góc nhất. Đầu tư bất động sản giảm mạnh 9,6% trong năm trước, gây ảnh hưởng đến đầu tư tư nhân. Trong năm 2024, dự kiến Trung Quốc sẽ áp dụng các chính sách hỗ trợ như hỗ trợ trực tiếp cho người mua nhà và chủ đầu tư, có thể kèm theo lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, áp lực từ thị trường bất động sản có thể tác động đến hàng hóa, sản xuất và tiêu dùng. Báo cáo cũng dự đoán rằng sự gia tăng nhu cầu hàng hóa toàn cầu vào cuối năm 2024 sẽ hỗ trợ tăng trưởng và Trung Quốc có thể triển khai các chính sách kích thích cho các ngành như ô tô, thiết bị điện và công nghệ cao. Tuy nhiên, nếu không có các biện pháp kích thích thêm, GDP Trung Quốc khó đạt được mức tăng trưởng 5% trong năm 2024. Các chuyên gia của Moody's đưa ra giả định rằng nhu cầu hàng hóa trên toàn cầu sẽ tăng cao vào nửa cuối năm 2024 và đầu tư sản xuất sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của họ, Trung Quốc cần thêm các chương trình kích thích để thúc đẩy phát triển trong các lĩnh vực như ô tô, thiết bị điện và công nghệ cao. Trong trường hợp không có thêm biện pháp kích thích, việc đạt mức tăng trưởng GDP 5% trong năm 2024 của Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn.
hỗ trợ từ chính sách tài khóa được đánh giá là yếu tố quan trọng nhất để giúp Trung Quốc phục hồi nền kinh tế. Dự kiến sự phục hồi của nước này sẽ được thúc đẩy thông qua các biện pháp trợ cấp hoặc ưu đãi thuế. Tuy nhiên, các quyết định về việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình vẫn đang đối mặt với sự do dự từ phía nhà hoạch định chính sách. Các chi tiết cụ thể về các biện pháp hỗ trợ của Trung Quốc có thể được công bố sau kỳ họp lưỡng hội vào tháng 3, trong đó có Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Quốc hội và Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Triển vọng kinh tế của Nhật Bản trong năm 2024 có vẻ khiêm tốn và khó tăng tốc trong nửa đầu năm. Mặc dù chính sách tài khóa có thể giữ cho nền kinh tế ổn định, nhưng khó tạo ra một đà tăng trưởng mạnh cho đến giữa năm, khi lợi nhuận từ tăng lương cho lao động có thể bắt đầu. Lạm phát đang giảm dần và dự kiến kết quả từ cuộc đàm phán về mức lương sẽ giúp mức tăng lương thực tế, loại bỏ tác động của lạm phát đạt mức tích cực vào giữa năm 2024. Điều này có thể thúc đẩy tiêu dùng và đóng góp vào tăng chi tiêu đầu tư. Hơn nữa, nửa sau năm 2024 được kỳ vọng thị trường Mỹ và châu Âu sẽ có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn. Sự gia tăng xuất khẩu có thể thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản khi nhu cầu từ thị trường quốc tế tăng cao. Khi các ngân hàng trung ương giảm lãi suất từ giữa năm 2024, nhu cầu quốc tế cho sản phẩm Nhật Bản có thể tăng lên. Khác biệt so với Trung Quốc và Nhật Bản, nhu cầu trong nước đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tăng trưởng ở Đông Nam Á trong năm 2023. Dự kiến năm nay, điều này sẽ tiếp tục khi các nhà xuất khẩu hy vọng vào sự gia tăng chi tiêu thương mại và đầu tư toàn cầu. Thêm vào đó, sự hồi phục của du lịch từ Trung Quốc được hỗ trợ bởi việc mở rộng công suất chuyến bay và giảm quy định thị thực khu vực mở rộng, bao gồm cả khu vực Đông Nam Á. Một động lực khác để thúc đẩy tăng trưởng trong các nước Đông Nam Á là chính sách tài khóa dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí. Indonesia, Philippines và Việt Nam đã tập trung vào các dự án như cơ sở hạ tầng đường bộ, cầu đường sắt và nâng cấp năng lực điện. Trong khu vực Đông Nam Á, vấn đề lạm phát đã được cải thiện trong năm 2023. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở Đông Nam Á, cũng như nhiều khu vực khác. Một trong những nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động thương mại giữa châu Âu và châu Á. Việc vận chuyển kéo dài hơn và giá dầu thô có thể tăng lên. Giữa bối cảnh căng thẳng kinh tế và các vấn đề khác giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày 4 tháng 2, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ xem xét áp thuế lên tới hơn 60% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc nếu ông tái đắc cử Tổng thống. Khi được hỏi liệu ông Trump có tính áp thuế 60% lên hàng hóa Trung Quốc như truyền thông Mỹ đưa tin trước đó hay không, ông trả lời, không, nó có lẽ sẽ còn nhiều hơn như thế. Khi còn là Tổng thống Mỹ, ông Trump đã áp thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào tháng 6 năm 2018. Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp thuế quan của riêng họ, gây ra cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vẫn giữ phần lớn các mức thuế quan từ thời ông Trump. Ngoài ra, ông Trump cũng nghi ngờ rằng Trung Quốc có khả năng sẽ cố gắng can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2024. Ông kêu gọi Mỹ nên tổ chức bỏ phiếu bầu chỉ trong một ngày và không nên áp dụng bỏ phiếu qua thư. Trước đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 khi hai ông gặp nhau vào tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, Giám đốc FBI Christopher Wray tuần trước cảnh báo rằng tin tặc Trung Quốc có thể đang chuẩn bị gây tổn hại trong thế giới thực cho Mỹ. Ngoài ra, ông Trump cũng tiết lộ tiêu chí để ông chọn ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh tranh cử. Ông cho hay người được ông lựa chọn phải có khả năng trở thành một tổng thống tốt nếu chính quyền tương lai của ông xảy ra tình huống khẩn cấp. Dữ liệu thăm dò mới nhất cho thấy ông Trump, 77 tuổi, đang dẫn trước cựu thống đốc Nam Carolina, bà Nikki Haley trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói không có ý định đưa ra lựa chọn ngay về ứng viên phó tổng thống, nhưng ông đã nêu một số cái tên tiềm năng như thượng nghị sĩ bang South Carolina Tim Scott, thống đốc South Dakota Kristi Noem. Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa tuyết lớn nhất 15 năm qua, dẫn đến gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Ngày cao điểm, sốt vận khiến người dân bị kẹt cứng bức xúc. Ngày 4 tháng 2, trên ứng dụng Baidu Map, các tuyến đường cao tốc quanh thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc hiện thị màu đỏ dày đặc, báo hiệu giao thông khu vực đang ùn tắc nghiêm trọng. Giữa màu đỏ là những người đang hào hức về quê ăn Tết, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới có thể về đến nhà khi những chiếc xe chỉ có thể nhích từng cm vì cao tốc phủ đầy tuyết. Ngày 3 tháng 2, vợ chồng Dương Lâm cùng hai con lái xe từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đi trên đường cao tốc Thượng Hải Trùng Khánh. Điểm đến là thành phố Ân Thi cùng tỉnh, cách hơn 600 km.
thông thường chỉ mất khoảng 7 tiếng lái xe là gia đình của anh Sương Lâm sẽ về đến nhà. Tuy nhiên, các tuyến đường cao tốc phủ đầy băng tuyết trở nên tắc nghẽn và khó đi lại. Sau khi lái xe khoảng 800 km, họ bắt đầu bị tắc đường và chỉ đi được thêm khoảng 30 km, tính từ lúc 20 giờ ngày 3 tháng 2 đến 10 giờ ngày 4 tháng 2. Trong một cuộc phỏng vấn với The Paper, Sương Lâm chia sẻ, xe chúng tôi cứ khởi động được lúc rồi lại phải dừng, cứ nhích được đoạn đường ngắn là phải đứng yên một lúc lâu. Để tiết kiệm nhiên liệu, chúng tôi không thể mở điều hòa liên tục và trời thì rất lạnh. Nhìn mưa tuyết dày đặc ngoài trời, Sương Lâm ước tính chuyến đi của gia đình cô sẽ chỉ dài hơn bình thường khoảng 3 tiếng. Sau khi cảm thấy tình hình không ổn, họ mới nhận ra rằng trên xe không có đủ thức ăn và nước uống. Đêm đó, vợ chồng Sương Lâm xuống xe đi đi lại lại hỏi người trên những chiếc xe khác để xin mua một ít nước hoặc đồ ăn. Sương Lâm cho biết, đối mặt với khó khăn trên đường, mọi người bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau. Khi gặp phải một chiếc xe không thể di chuyển vào trong lớp tuyết dày đặc, người nhà Sương Lâm cũng hỗ trợ đẩy xe, nâng xe. Một vấn đề lớn nữa là không có nhà vệ sinh trên đường cao tốc, Sương Lâm cho hay. Lúc đầu tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sau đó không được nữa nên phải giải quyết ngay tại chỗ trên đường đầy tuyết. 24 giờ sau khi xuất phát, người phụ nữ cho biết gia đình họ mới đi được 136 km và còn cách quê nhà khoảng 500 km nữa. Cô nói, giao thông như một mớ hỗn độn. Nhân viên trạm thu phí Hồ Bạc trên tuyến cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh, Tổng Mẫn nói, thực sự dạo này tôi bị mắng nhiều hơn. Tổng Mẫn cho biết trên mạng xã hội có nhiều bài viết đề cập đến sự bức xúc của người dân khi giao thông ùn tắc nghiêm trọng, chỉ trích trạm thu phí đang tắc hãy đóng trạm hay không chủ động dọn tuyết. Cô nói, mưa tuyết rơi ngay từ những ngày đầu xuân vận, khiến giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, các trạm thu phí chưa bao giờ chủ động đóng trạm mà thực hiện theo thông báo của cảnh sát giao thông mỗi ngày. Khi đường tuyết được dọn dẹp, cảnh sát giao thông sẽ thông báo mở trạm để các phương tiện di chuyển. Khi thời tiết xấu lại, khiến cho mặt đường di chuyển khó khăn, trạm sẽ nhận được thông báo tạm đóng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Trạm thu phí cao tốc nơi Tổng Mẫn công tác những ngày này chỉ có một người làm việc trong trạm xuất vé, còn lại đều ra ngoài cật lực dọn tuyết và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho mọi người đi đường. Tổng Mẫn nói, thời tiết ở Hồ Bắc những ngày này rất xấu, các lối vào đường cao tốc đôi khi bị đóng trong thời gian dài. Tôi nghĩ có nhiều người có thể chưa có kinh nghiệm và không chuẩn bị đủ nguồn cung cấp trên xe. Tôi mong mọi người có thể hiểu và giúp đỡ nhau nhiều hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn và về nhà an toàn đón Tết.